tới mua mẫu mẫu xe dây đời 2000 của chủ nhà. Trường Anh đi mẫu Range Rover tới, mẫu dây để chủ nhà ra coi xe coi như thế nào. Là anh chủ nhà. Con này thì Trường Anh cũng biết rồi. Dây đời 2000 của bản GL. Xanh, xanh nha cô chú anh chị. Mâm mâm đúc. Vỏ tương đối là khá mới luôn. Nội thất. Nội thất ghế da hết toàn bộ nha. Nè, thấp bi thấp lô liền lạc. Này GL, GL vàng lạnh rim nha cô chú anh chị. Xe này để cho làm giá mua. Đằng trước là xe này là bên Trường Anh bán ra đó. Ảnh về ảnh chạy thời gian rồi lên đồ cái kiểu rồi. Lên lóc khóa rồi màn hình cam dê. Dây. Dùng đồng sơn bên ngoài sạch 49A07616 nha. Phong dáng. Bông đúc hết. Lên bông đúc hết. Kiểm tra cái máy rồi. Lắc về nghe máy nổ rồi. Máy êm á. Máy êm ru luôn. Mới lạnh. Mở phải có lạnh. AC chưa? AC rồi. Có lạnh. Có máy lạnh rồi của chú chị. Để em kiểm tra thùng máy chủ nhà. Lên lóc khóa mở cửa này. Lên màn hình camera dê. Dạ. Ở cái máy êm mà. Nước sơn đồng sơn bên ngoài khá là ok đây. Ông anh chủ nhà đây. Đó, anh chủ nhà đó. Vô mở đồ chơi rồi. Ủa này anh về anh vô cái gì vậy? Đời 2000 lên đèn lớn. Lên đèn 24. Anh kiểu tháng 4 năm 22. Xe không cứng không lỗi nha bà con. Xe không cứng không lỗi. Máy luôn. Hai lường. Hai bên lường là không cứng nè. Hai bên là không cứng không lỗi nha. Máy này chạy thời gian phải chỉnh cò. Chỉnh cò làm bạc rồi. Này có làm bạc rồi. Nói chung mẫu này chạy qua thời gian người ta cũng canh chỉnh máy móc rồi nha cô chú chị. Giờ máy em ru rồi. Máy khá êm. Test phần máy rồi. Em này máy khá là êm bà con à. Máy êm lắm. Hai bên nè. Đẹp nha, hông năm bay cũng đục. Cục máy khá là ok luôn. Sạch sẽ. Dây đời 2000. Đây là ngay đây là ngay chỗ trung tâm thành phố Hà Lộc nè. Dưới kia Trần Anh còn hai mảnh đất nữa. Nếu mà con cô bác nào thích làm nhà lên để ở thì alo cho Trần Anh. Dưới đây Trần Anh còn hai mảnh đất của Trần Anh đang rao bán đó bà con. Bà con mua thì ủng hộ Trần Anh nhé. Con bè. Con có dấu hiệu nhớt keo nha. Đời này thì cũng đi xe mua giá rất rẻ cho con xe máy luôn. Về che nắng che mưa chở gia đình đi chơi rất là ok. Trần Anh làm được cái giá hợp lý, Trần Anh báo cho cô chú anh chị nha. Kiếm 3-4 củ để cho lên đường luôn. GL rim nha, GL xịn nha, là sẽ vàng lạnh nguyên bản của em dây GL nè. Trong này là GL không phải lên là DS luôn nha cô chú anh chị. Ghế phía trong sạch sẽ nè.
hải sản Đông Tây, các món hải sản gì bình dân, các món hải sản bình dân. Đó, bà con cô bác đam mê về mẫu này thì alo cho em, xe không cứng không lỗi, trần là nguyên bản, là trần nỉnh mới tin luôn nha cô chú anh chị nha. Ở mẫu này mua về chạy thôi được cái máy móc nó bền, đi thì nó rất là ok luôn. Đó, màn hình camera dê đầy đủ các tính năng rồi. Ở đây Trần Anh làm giá xong rồi, Trần Anh sẽ để giá cho cô chú anh chị nha. Đây là ngay trung tâm thành phố Bảo Lộc mà. Đó là mẫu dây đời 2000 của cô chú anh chị. Chia sẻ thực tế khi Trần Anh đi mua xe nó như thế nào cho bà con cùng trải nghiệm nha. Thôi em kết thúc channel tại đây này. Em see you and goodbye.